hàng chục hộ dân ở phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng phản ánh việc bùn đất trên cụm công nghiệp Cẩm Lệ tràn vào nhà khi có mưa lớn. Theo ghi nhận của phóng viên Sài Gòn Giải Phóng, mặt bằng cụm công nghiệp cao hơn nóc nhà dân, không có hàng rào ngăn cách giữa công trường với khu dân cư, mương thoát nước của ta luy đầy bùn đất, không thể thoát nước. Nói chung là nén thì bụi, trâu ra bụi. Tháng chạ đi nói là tôi nói ở đây là bụi bụi thôi đó. Của che luôn, tới cái luồng gió chi là thôi bụi lúc nhỏ lúc cửa. Nhưng mà nói chung là công trình ha, thì mình thấy bụi thì nói chung là họ đơn lồn thì mình chấp nhận. Nhưng mà nước này thôi chịu, nước này anh phải lồm rang để cho nước thoát cái tay nữa thì anh ngã gậy như cái núi, xuống đây thì như cái biển. Vô nhiễm dặn xuống đây thì đai hưởng thôi chứ cái gì đâu, mương thì đai mát. Mới giờ tôi về làm giao 30 mấy năm rồi đó, năm 90 giờ 33 năm. Mà nước núi rửa cho nước chả đâu có vô nhò nè. Trời đất, năng nhò đây mà cũng vẫn vô là vô. À, công nhân ha, đi đường này lượng ngon tới cái chỗ nào thờ ra lên đại là hắn trời thương tá lên cụ đứng chi đường nít thương tá mà thấy mất lên mất tạo gì. Chỉ vào sân nhà còn chưa sạch bùn, ông Ngô Quốc Phương chia sẻ với phóng viên Sài Gòn Giải Phóng, khi thành phố có chủ trương làm cụm công nghiệp, người dân cũng đồng tình ủng hộ, chấp nhận giải tỏa đền bù một phần đất. Trong thời gian thi công dự án, dù bụi bặm, ồn ào nhưng người dân cũng vẫn cố chịu và mong dự án hoàn thành, đi vào hoạt động và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Nhưng giờ, mỗi khi mưa, nước kéo theo bùn đất tràn vào nhà thì không thể không lo lắng. Ông Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Cẩm Lệ cho biết, sau cơn mưa ngày 24 và 25 tháng 9, quận đã vệ sinh, dọn sạch bùn đất. Đến chiều ngày 26 tháng 9, khu vực này căn bản đã được dọn sạch. Về nguyên nhân, ông Hồ Hải Nam, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Cẩm Lệ cho biết, cốt nền của dự án cụm công nghiệp Cẩm Lệ cao hơn cốt nhà dân lân cận vì nền dự án phải cao ngang bằng với nền của khu công nghiệp Hòa Cầm để khớp nối hạ tầng. Dự án đang thi công hạng mục ta luy tiếp giáp với nhà dân, lớp đất mặt của ta luy còn mới, chưa liên kết nên bị trôi xuống khu dân cư mỗi khi mưa. Ông Nguyễn Hải Đường, Phó Chủ tịch quận Cẩm Lệ nêu giải pháp, trong tuần tới, đơn vị sẽ khởi công đầu tư cống ở kiệt tổ 5 và 7 để giải quyết cho khu vực phía Tây. Ở những khu vực còn lại, đơn vị sẽ bố trí lực lượng thường xuyên nạo vét mương thoát nước dọc chân ta luy để hạn chế tối đa việc ngập vào nhà dân. Về lâu dài, các đơn vị liên quan sẽ trồng cỏ mái dốc, phía dưới chân ta luy sẽ bổ sung tường kè bằng bê tông và hệ thống hàng rào để phân cách khu dân cư với khu công nghiệp.